Xin chào các bạn và các anh chị đã quay uh, trở lại với kênh uh, đầu bếp chứng khoán Lại tiếp tục là mình đây à, Thì hôm nay thì uh, thị trường tăng quá các bạn ơi à, Thị trường uh, của chúng ta có những cái lực tăng mà mình nghĩ là đỡ không nổi Nhưng mà gần như là uh, về thị trường ta Rạng um, này thì mình nghĩ là đang vất uh, uh, vả đấy được. không? À, mình thì đang ngồi chờ uh, Đang ngồi chờ để... Uh, mua nhưng mà có mua quá các anh chị bạn ơi không biết các bạn và các anh chị như thế nào ha nhưng mà để trước khi đi vào với cái chương trình này các bạn và các anh chị cho mình một cái like à, phía dưới và cũng như là một cái à, thả tim thôi để không làm mất thời gian các anh chị và bạn thì chúng ta cùng view qua thị trường một tí thì các bạn và các anh chị thấy là thị trường hôm nay đúng không các bạn thấy là thị trường gần như là mình thấy là hôm nay gần như đi ngang đúng không nhưng mà có đặc biệt thì có những cái cổ phiếu mà tăng không? Đó, cũng giúp cho các bạn, các anh chị kiếm được lợi nhuận khá là tốt rồi thì Như vậy thì kết phiên thấy là thị trường ta là tăng đâu đó khoảng 6,84 điểm Tương đương với 0,61% và cái thanh khoản đâu đó khoảng 18.635 tỷ Rồi những cái mã tăng mình thấy là đầu 314 mã tăng à, 9 mã tăng trần và 114 mã giảm, có một mã giảm sang và 63 mã đứng giá Ngược lại với lại index một tí thì mình thấy là VN50 của chúng ta thì tăng nhẹ hơn, tăng yếu hơn. Đối với giai đoạn thị trường uptrend mà các bạn thấy là rất là đặc biệt trong giai đoạn này đó là vn 50 tăng rất là yếu. À, và chỉ có tăng 5,3 53 điểm và từ đương 0,5 5% đó. Thì cái thanh khoản nó chỉ cũng bằng 1/3. Các bạn các anh chị để ý thì nó 1/3 thôi. 6.588 tỷ và 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá. Rồi chúng ta nhìn về cái thanh khoản thì các bạn và các anh chị thấy là cái thanh khoản nếu mà xét về ngày hôm qua đó, thì mình nghĩ là thanh khoản nó cũng nhỉnh hơn về cuối phiên thì à, có một cái nhỉnh hơn so với ngày hôm qua một tí đúng không? Đó, nhưng mà cũng tính ra thì nó cũng xem xem à, về tự doanh thì à, về ngày hôm nay thì cũng thấy là tự doanh cũng có một cái mua rồng nhẹ à, mua rồng nhẹ 32 tỷ còn à, với nước ngoài thì mình thấy là đang bán ra rất là mạnh và đặc biệt là cụ thể là cái cổ phiếu Vinh bán đâu đó khoảng à, wow à thì em thấy là hôm nay thì gần như là trong phiên là mua rồng đúng không các anh chị bạn à, và cuối phiên thì em thấy là bán vinhome rất là mạnh năm năm trăm bảy bốn năm trăm gần năm trăm tỷ đây à, bán rất mạnh vì vinhome mình khá là tại mình cũng chưa thấy luôn bây giờ mới thấy <laughs> thì như vậy thì tổng phiên là bán vẫn là bán rồng ha đâu đó khoảng bốn trăm uh, gần 407 tỷ. Thì bạn thấy là trong cái cuối ngày đúng không? Thì Vinhome chúng ta cũng vẫn tăng. Thì mình nghĩ là đối với thị trường trong cái phiên chiều á bạn thấy là tăng lên rất là tốt nhưng mà về cuối phiên thì cũng có một cái sự giảm điểm là trong cái phiên ATC. Rồi, à, về các biến động thì các bạn và các anh chị thấy là các cổ phiếu trong những cái top biến động ở đây tám cổ phiếu. Đó, thì có là Vinhome, BID, Vietcombank rồi hòa phát công thương vinamilk hvn và stb ở chiều ngược lại tác động mà giảm điểm thì mình thấy là có bcm gvr gas vbank fpt acb tdb và kbc đó đó là những cái cổ phiếu mà mình nghĩ là ảnh hưởng đến thị trường chung mà khá là nhiều à, rồi qua những cái nhóm ngành mà mình thấy là thu hút được dòng tiền các bạn sẽ vẫn thấy được là những cái nhóm mà như là bất động sản ngân hàng Rồi uh, chứng khoán thì rõ ràng bạn thấy là trong những cái ngày này thì chứng khoán bị uh, Mình nghĩ là có một cái sự chốt lời ha, mình nghĩ là phân hóa Mình nghĩ là đây là một cái dòng phân hóa rất là lớn đối với cái dòng chứng khoán nhưng mà rõ ràng các bạn thấy là dòng chứng khoán có một cái sự chốt lời nha các anh chị các bạn Mình thấy là uh, liên tục có những cái sự kéo xả kéo xả kéo xả đúng không, kéo xả Rất là nhiều đối với cái dòng chứng khoán, mình thấy là lực mua ví dụ như mình quan sát cổ phiếu AI này mình thấy là buổi chiều thì cái lực tăng lên cũng rất là nhiều nhưng mà cái lực bán ra mình thấy nó cũng rất mạnh là mình nghĩ là lực bán ra cũng rất mạnh ở giai đoạn này và những cái nhóm ngành tăng tốt như mình thấy là như thép không thép vẫn tiếp tục và là một cái đà tăng và cũng như là dầu khí á dầu khí rồi như vậy thì chúng ta cùng nhìn vào thị trường đoạn này như thế nào á bình thì đối với giai đoạn này thị trường vẫn tăng và gần như vẫn đang tích lũy nhưng mình cảnh báo một, một cái và các bạn và các anh chị cần lưu ý mình nghĩ là đây thì mình sẽ thi về cảnh báo cho các anh chị và các bạn Đó. để cho các bạn và các anh chị cần lưu ý để chúng ta cần có một cái góc nhìn khách quan nhất và để các bạn và các anh chị cần cẩn thận hơn rất là nhiều ở đoạn này tại vì như mình có nói như hôm qua mình có like làm một cái clip vào cũng giờ này mình cũng chia sẻ cho mọi người là gì là nếu mà thị trường không tích lũy ở đây mà tiếp tục tăng lên như này mình nghĩ là càng tăng là càng bán Đúng không các bạn hoặc anh chị, đó thì tại sao như vậy? thì như mình nói ở đây nếu mà tiếp tục như thế này thì mình thấy là thị trường của chúng ta nó đang có những cái dấu hiệu mất cân bằng, đúng không? đó bây giờ nó đã mất cân bằng rồi mà nó không chịu tích lũy, đúng không không chịu tích lũy thì mình thấy là nếu mà tiếp tục tăng như thế này nữa thì mình thấy là à, nếu mà như là hôm nay là chưa phá à, cái đỉnh một ngàn, đây à, cao nhất là một ngàn một trăm hai mươi chín gần một ngàn. 30 đó 1130 thì cái đó các bạn thấy là nó có thể là khả năng là vượt đỉnh hôm nay chứ 1128 thôi thì à, ở đây mình cũng cảnh báo mọi người là cái gì thì các bạn sẽ chỉ thấy là về rẽ đai như mình thấy là ở đây đoạn này nó đã có phân kỳ rồi rồi nếu như ngày mai thì sao các bạn Được không? nếu như giả sử vào à, ngày mai đó là ngày à, ngày, ngày à, cuối tuần, đó, cuối tuần, thì các bạn thấy là nếu mà tiếp tục là vượt qua những cái đỉnh này, đúng không? Đó, vượt qua cái đỉnh này, nhưng mà cuối phiên mà làm những cái nến đỏ như này nữa, các bạn thấy là gì? nó cũng sẽ tạo ra những cái hiện tượng phân kỳ và thứ hai, đúng không? và đặc biệt là thứ hai, thứ hai mà nó có một cái nến xác nhận về cái dấu hiệu phân kỳ này nữa, đó. nếu mà ngày mai mà nó tạo ra những cái nến doji vượt đỉnh này, các bạn thấy tạo ra những cái nến doji là có một cảnh báo được và thứ hai nó tạo ra một cái nến xác nhận nữa thì ta thấy là nó sẽ phân kỳ ở phân kỳ ba đoạn ở đây đó. thì mình nghĩ là các bạn một canh chị nên cẩn thận hơn rất là nhiều hoa tại vì như mình có nói đoạn này đó, có những cái nhóm ngành mà mình thấy là không còn điểm mua đó, nó chỉ có những cái điểm mà cho các bạn giữ và hôn để tiếp tục để gọi là canh chút lời thôi đó, và chưa có phải là bắt buộc chút lời hoàn toàn đối với cái nhóm đó mình để nó ra cái dòng chứng khoán như mình có kể mọi người rồi và nhìn qua mặt ngắn hạn các bạn sẽ thấy à, vinet ở đây đó. thì bạn thấy là ở đây nếu mà tạo ra cái mô hình mà thấy là bây giờ nó mà tạo ra một cái mô hình mà tăng nữa tạo như cái mô hình bây giờ nó không là vai đầu vai thì nó lại tạo ra cái mô hình ba đỉnh núi <laughs> đúng rồi nói vậy thôi các bạn thấy mô hình thì nó có cần cái gì cũng cần xác nhận hết các bạn đúng không mô hình gì nó cũng phải xác nhận có nghĩa là nó đã xảy ra rồi nó qua rồi thì chúng ta mới thấy được cái điều đó thôi đó. chứ còn với bây giờ thì chúng ta thấy là nó dấu hiệu phân kỳ là có rồi còn với những cái điểm mua như thế này mà thấy không à, Ichi ở đây chúng ta thấy là những cái điểm mua ở đây rất lơ lửng rồi tại các bạn thấy là để thị trường đã tăng một đoạn nó chỉ tích lũy lại và chưa có những cái dấu hiệu tích lũy rõ ràng và cũng như là chưa có một cái nhịp điều chỉnh cụ thể để chúng ta thấy được là thị trường chúng ta à, đủ mạnh đúng không đủ mạnh để đi đi tiếp thì các bạn thấy là để muốn đi tiếp thì nó phải cần có những cái sự tích lũy để rồi đi tiếp chứ còn ở đây thì mình nghĩ là như mình thì trong cái room khách hàng của mình thì mình vẫn còn có những cái cổ phiếu mình nghĩ là vẫn có cổ phiếu thôi đó. không không chỉ là 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 ít mà còn nhiều nữa kìa đúng không đó. nhưng mà mình nghĩ là chúng ta đó, thì mình nghĩ là chưa vi phạm gì hết và cũng có những cái cổ phiếu nó chưa về những cái vị trí chốt lời hoàn hảo thì mình cũng chưa chốt lời đó. còn những cái vị trí mà mua thì mình nghĩ là mình sẽ cẩn thận hơn rất là nhiều với giai đoạn này, đúng không? thì chúng ta hãy là có những cái cảnh báo thì chúng ta đưa vào cái vị thế phòng thủ, đó. chúng ta tấn công hoài sao được các bạn, đúng không? tiền đâu mà mua hoài, đó. thì cho nên là à, với giai đoạn này mình nên chia sẻ mọi người nên cẩn thận. thì thứ nhất à, những cái nhóm như ngân hàng, các bạn thấy là những cái nhóm này mình nghĩ là nó vẫn tích lũy thôi, nó cũng chưa có cái gì dấu hiệu gì chạy cả. cho nên là có thể là nó tích lũy thì các bạn biết rồi đó. những cái phiên tăng, phiên xanh, phiên đỏ là chuyện bình thường. Cho nên là ngân hàng thì mình cũng không lo lắm nhưng mà đối với cái dòng chứng khoán này tại vì cái dòng chứng khoán đây đoạn này mất các bạn và các anh chị vào rất nhiều đó, vào rất nhiều rồi à, đoạn này mình nghĩ là vào rất nhiều và các bạn thấy không liên tục đà tăng này nó làm cho cái nhóm ngành này đạt hưng phấn rất, rất cao và liên tục kéo dài như thế này đó thì bây giờ các bạn thấy là cụ thể như những cái cổ phiếu SI như thế này mình nghĩ là kéo xả liên tục như thế này nè đó tạo ra những cái nến doji ở đây đó bây giờ đàn này nó không phải thanh khoản lớn mà đúng không? chứ còn mà có thanh khoản lớn nữa các bạn thấy là gần như là nó có thể tạo ra cái sự phân phối thì cho nên là đối với cổ phiếu này mình nghĩ là nó chưa có những cái dấu hiệu gì cả đúng không mình chỉ cảnh báo thôi nó cũng chưa có vi phạm về à, nguyên tắc ngắn hạn cho nên là mình thấy là đối với cái cổ phiếu này các bạn à, vẫn tiếp tục giữ được đúng không vẫn có thể tiếp tục giữ được đối với cổ phiếu này rồi những cái à, <laughs> ngân hàng mình nghĩ là cũng không có gì đặc biệt nữa, đúng không? và những cái nhóm ngành xây dựng, đó. 2, 3, 5, đó. cái nhóm ngành xây dựng thì mình nghĩ là nó cũng đã tiến về gần ở những cái vùng kháng cự rồi. Nói chung là cái dòng xây dựng thì các bạn thấy là bây giờ nó cũng không có cái gì để mua nữa, đúng không? Đó. Nhiều cổ phiếu nó không có cái gì để mua nữa. Nhưng mà mình thấy có một cái cổ phiếu mà như là VCG bây giờ nó cũng mới vượt nền thôi, nhưng mà VCG thì các bạn thấy là bây giờ nó mà không tăng nữa mà nó chỉnh đó, thì ok mình mua, đúng không? đó mình nghĩ là sẽ tham gia nếu mà có điều chỉnh của VCG còn không thì thôi đúng không và một cổ phiếu nữa và đó là mình thấy là đạt phương à, đạt phương là một cổ phiếu mình nghĩ là nó cũng tương đối chậm và hiện tại thì mình thấy là à, nó vẫn đang tích lũy nha một cổ phiếu này dòng cái dòng nó cũng thuộc về cái dòng xây dựng nha các bạn và anh chị đâu rồi đây nó vẫn thuộc về dòng xây dựng và mình nghĩ là hiện tại nó vẫn đang gặp lại những cái vùng đỉnh này cho nên nó vẫn bị áp lực. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái cổ phiếu mình nghĩ là cái đà tăng nó cũng mới chỉ bắt đầu thôi. Chỉ mới bắt đầu thôi, có nghĩa là nó đã tích lũy đáy được rất là tốt rồi. Thì cái cơ hội mình nghĩ là cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục đi lên. Cho nên là à, trong những cái phiên tới dù thị trường có như thế nào thì cổ phiếu này có điều chỉnh thì à, vào những cái vùng giá tốt thì mình nghĩ là đây là một cổ phiếu còn rất là tiềm năng thì có nghĩa là mình không lo lắng lắm về thị trường đâu các bạn thị trường có chỉnh hay không nhưng chúng ta phải tìm kiếm được cái cổ phiếu nào có những cái vị trí tốt thì chúng ta tham gia đó cho, cho nên là có nghĩa là các bạn đừng uh, mua đuổi và đừng lo lắng quá thị trường đúng không chúng ta có thể mua trễ Cho thị trường điều chỉnh một tí hoặc là những cái cổ phiếu nó về là những cái vùng nền hoặc nó có những cái hỗ trợ tốt thì mình nghĩ là tham gia không có vấn đề gì mình phải lo lắng lắm thị trường nha yeah. thì um, đó là về dòng xây dựng còn những cái nhóm ngành thép thì mình nghĩ là đoạn này thì thép như mình có chia sẻ mọi người đúng không nó cũng đã tiếp tục tăng như thế này rồi thì cụ thể như cổ phiếu hòa phát thì hòa phát bây giờ nó cũng đã gần gần về cái mục tiêu như mình cũng chốt một phần hai rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục tăng như thế này đúng không thì các bạn thấy là à, hiện tại nó cũng đã tiếp tục là về lại những cái vùng mà tương đối kháng cự rồi đó nếu mà tiếp tục đi lên ở chúng ta hay là cái, những cái kháng cự mà 25.5 này thì đó là những cái vùng Uh, kháng cự tương đối mạnh của uh, Hòa Phát bạn thấy là cổ phiếu Hòa Phát là một cổ phiếu gọi là quốc dân mà rất là nặng mông mà nó vẫn tiếp tục tăng như thế này thì các bạn và anh chị thấy là cực kỳ hấp dẫn, uh, cực kỳ hấp dẫn. Rồi uh, đó là về những cái nhóm ngành mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn anh chị thôi và cũng như là các bạn thấy là đoạn này thì những cái nhóm mà như là uh, mình thấy là những cái nhóm mà đâu rồi, đó những cái nhóm mà dịch vụ công nghiệp này nè đó đó là cái nhóm ngành mà mình nghĩ là nó là thuộc về vận tải cảng biển đó, vận tải cảng biển và những cái nhóm về thủy sản thủy sản thì các bạn thấy là nó thuộc về những cái nhóm ngành thực phẩm ở đây nó sẽ là thuộc ngành thực phẩm các bạn đây à, như vĩnh hoàng thì à, được nó cũng là chung chung quá cho nó cũng chung chung quá, cho nên là mình nghĩ là đây mình chia sẻ cho mọi người với những cổ phiếu như ANV này, Đó. thì mình nghĩ là đây là một cổ phiếu nó thuộc về nông sản thủy sản, Đó. thì mình nghĩ là đây là những cái nhóm cổ phiếu mình nghĩ là vẫn còn tiềm năng tăng giá, thì cho nên là các bạn và các anh chị cứ theo dõi với những cái cổ phiếu này ha. Rồi. À, thì mình nghĩ là với à, thị trường hiện tại thì à, gần như là khá là khá là nhiều cổ phiếu đã tăng rồi. Mình nghĩ là bây giờ các bạn và các anh chị cũng có một cái lợi nhuận tương đối về mặt ngắn hạn cũng rất hấp dẫn rồi. Thì đa phần bạn thấy là à, về mặt ngắn hạn mà chúng ta có lợi nhuận đâu đó khoảng tầm trên 30% thì mình nghĩ là đối với thị trường là cực kỳ hấp dẫn rồi ha. Ok thì à, thì các bạn và các anh chị thấy là về thị trường như mình có nói lại thôi thì nó cũng là à, gặp nhiều cái kháng cự tương đối cho nên là mình nghĩ là về cái việc mà thị trường chúng ta về được 1.200 về được 1.200 thì nó phải cần à, có những cái cú gọi là điều chỉnh ngắn hạn hoặc là nó phải tích lũy lại mặt ngắn hạn thì ở đây mình nghĩ là nó sẽ hấp dẫn hơn á nó điều chỉnh lại mình nghĩ sẽ hấp dẫn hơn ha ở với thị trường này mình nghĩ là các bạn nên cẩn thận ha chứ còn mua đuổi thì mình nghĩ là thị trường nó cứ tăng như này thì không khoái lắm và những cái nhóm ngành như mình nghĩ là xuất khẩu cảng biển dịch may thị sản và một số cổ phiếu riêng lẻ đó như là về những nhóm ngành xây dựng và những cái nhóm ngành thép mình nghĩ là vẫn còn những cổ phiếu mà nó vẫn chưa tăng ok ơi cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi hết cái video này các bạn thấy hay thì cho mình một cái like và một cái share ở dưới cái video này thả tim cho mình nha đó, và hoặc là các bạn hoặc anh chị mà yêu quý bình thì có thể là giới thiệu hoặc là mở ủng hộ mình một cái tài khoản ở tại AI. đó với cái id là một ở phía trên cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp bye bye và hẹn gặp lại